Chúng ta biết rằng là khản tiếng và đau họng thì là một cái triệu chứng mà chắc chắn rằng là ít nhất một lần trong đời ai cũng bị và nhất là đối với những người mà sử dụng giọng nói thường xuyên với cái tần suất nhiều như là ca sĩ này hay là phát thanh viên, giáo viên rồi là nhân viên chăm sóc khách hàng thì họ là những người mà phải nói rằng cái cường độ sử dụng giọng nói rất là cao. Vậy thưa bác sĩ ạ, những nguyên nhân nào khiến cho cái tình trạng khản tiếng này xảy ra đối với những cái đối tượng mà sử dụng giọng nói nhiều hay là thậm chí là với tất cả chúng ta đi ạ? Vâng. À, thưa MC Lê Thông à, thính giả và thính giả của chương trình do em à, khàn tiếng và viêm họng ở người nói nhiều nói nhiều và như là một số các cái những người mà MC vừa nêu ra thì cũng rất là thường gặp thì trước hết thì ta phải hiểu khàn tiếng là gì khàn tiếng đó là sự thay đổi bất thường của giọng nói kể về cao độ lẫn âm lượng thế hai viêm họng mà đó là những trường hợp biến đổi bất thường ở vùng hầu họng. thì trong viêm họng thì ta sẽ có viêm họng cấp tính, tức là các triệu chứng xảy ra rất là đột ngột và rầm rộ trong thời gian ngắn. và cái viêm họng mãn tính, tức là thời gian nó kéo dài hơn và triệu chứng nó có thể lặp đi lặp lại nhiều đợt. trong viêm họng mãn tính thì có thể là viêm họng mà có thể là sung huyết đơn thuần, đó chỉ là niêm mạc đỏ và có nhiều các tia máu và có thể là viêm họng mãn tính có thể xuất tiết hoặc là viêm họng mãn tính có quá phát đấy là những trường hợp như là viêm họng hạt hoặc là abidan phì đại quá phát thế rồi những trường hợp là có những trường hợp là bị uh, viêm họng mà mãn tính ở uh, thể teo tức là các cái tế bào cái niêm mạc vùng họng nó teo nó sẽ mất chức năng nó cũng gây rất khó chịu cho người uh, À, của cho người bệnh. Thế ở những người à, nói nhiều như là ca sĩ, giáo viên, người bán hàng hoặc là những người phải làm trong cái môi trường mà có nhiều tiếng ồn mà vẫn phải giao tiếp bằng lời nói thì rất hay gây ra các cái à, viêm họng, viêm à, thanh quản và gây ra khản tiếng thì có một số các cái lý do. Khi mà nói nhiều như vậy thì hệ thống dây thanh âm, hệ thống họng phải vận động rất là quá mức. Chính khi vận động như vậy thì là hệ thống nuôi dưỡng rồi tuần hoàn sẽ giảm và là gây ra các cái viêm mãn tính ở trên đường hô hấp trên, đó là vùng họng và vùng thanh khí quản. Thế còn những chữa và nguyên nhân nữa, đó là những khi mà nói nhiều như vậy thì quá trình hô hấp, không khí ở môi trường bên ngoài là so với người nói ít hoặc những người mà làm uh, trong văn phòng mà không phải nói như là giao tiếp với chỉ làm trên máy vi tính nhạc. Vâng. thế thì những trường hợp như đấy thì hô hấp lại chủ yếu qua đường mũi mà hô hấp qua đường mũi như vậy thì hệ thống không khí sẽ được uh, chính cái cơ quan hô hấp trên đó là vùng mũi được hệ thống nó sẽ nó tự nó sẽ lọc sạch và tự nó sửa ấm lên khi mà trời lạnh thế để cho đảm bảo là không khí vào trong vùng hầu họng và phổi là nó sạch còn những người nói nhiều thì không khí đi vào là không khí có nhiều lúc là trực tiếp của đường của không khí ngoài trời vào cho nên là mang rất nhiều các vi khuẩn, virus rồi bụi bặm các yếu tố này cũng góp phần làm thêm rất dễ viêm vùng hầu họng và viêm thanh quản khí phế quản chính vì vậy là những người mà nói cần phải sử dụng sử dụng giọng nói nhiều nhiều thì rất dễ là gây nên viêm họng viêm thanh quản và các cái dây thanh âm cũng rất dễ bị viêm. Dạ <laughs> vâng.